Cái này cô hấp cách thủy á. À đúng rồi, hấp cách thủy em. Dạ. Wow. Giống như một miếng bánh gato quý vị. Bánh sinh nhật á. Không có chịu bán một buổi thôi. Dạ. Tại cái lòng này nó cực, phải làm sạch. Dạ. Tại cái lòng mà làm không sạch nó có mùi. Đúng rồi, nó mùi. Dạ. Coi. Quan trọng. Quan trọng nhất là cái dạ. Lòng. Quý vị thân mến, hiện tại chiều hôm nay Phu Tha đang có mặt tại ở địa chỉ là 122 đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình quý vị ơi. Ở phía trước mặt Phu Tha đây là chiếc xe huyết chân. Hôm nay Phu Tha vô tình đi ngang qua đây thấy khách khá là đông và cái món này hiện tại thì đang rất là ít người bán tại Sài Gòn quý vị. Thì lương tiền Phu Tha sẽ chia sẻ đến với toàn thể quý vị nha. Hiện tại bây giờ thì Phu Tha thấy khách đang chờ mua cũng như là khách ở phía trong ăn dùng rất là đông. Ở đây thì có không gian quán khá là rộng. Ở đây là gần chợ Phạm Văn Hai nha quý vị. Nếu mà quý vị đang ở đường ở chợ Phạm Văn Hai, quý vị đi đi về hướng công viên Hoàng Văn Thụ thì quý vị sẽ thấy một cái bảng màu xanh rất là lớn. Đây. Ở đây chúng ta thấy hai nồi, một bên là huyết, một bên là các bộ phận. Ồ, con chào cô. Dạ. Cô hình như ở đây mình mới bán món này phải không cô? À, chị bán trên đường quận 12, chị nghĩ xuống này em. À, vậy là mình bán được bao nhiêu lâu rồi cô, ở trên đó với lại ở dưới đây á? À, trên đó cũng được 5 em, dưới đây chị mới xuống được 1 tháng. À, ở chưa được 1 tháng, dưới đây chưa được 1 tháng. Dạ. Như vậy là cô bán ở trên quận 12 rồi quý vị. Mà mình không biết thì bây giờ cô mới chuyển xuống đây à. Ở đây là mình làm huyết thì mình chân riêng hả con? À đúng rồi em, chân rồi bỏ. Dạ. Nội tạng của heo ở bên đây. Mình chân ở bên đây nè, chân bên đây xong rồi bỏ vào đây. Đây quý vị nhìn thấy ở phía dưới á, huyết nằm ở phía dưới á quý vị. Nhìn cũng khá là hấp dẫn quý vị ha. Trong đây thì bao tử, lòng, gan. Nãy giờ là thấy cô bán không kịp luôn á. Của em 43 ngàn em. Gần bên chiếc xe huyết chân có vịt quay, gà quay, gà nướng. Ở đó của mình luôn hả? À khác. Dạ. Dạ rồi rồi, đó là chị à 157 ngàn à. Đó là. Đó là chị 157 ngàn chưa con? Của cô kia là hai phần đặc biệt hả Sơ Châu? Châu ơi. Ở đây mình bán bao nhiêu một phần vậy? À, phần 40 50 em. 40 50. 30 thì có huyết không? Dạ. Huyết với lá mía. Dạ. Ê. Hỏi chị mấy phần? Hai phần để riêng hai bình. Nước lạnh không đi. Giống như là mình nước gì? À, cái nước đây, nước
Ừ, như vậy là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ về? Từ 4 giờ em. 4 giờ. 4 giờ là bắt đầu bán. À, bán từ 11 giờ đêm em. Bán đến 11 giờ đêm. Thêm. Chưa. Trong đây thì có gừng nha quý vị. Gừng và hình như là tỏi. Phèo phải không? À đúng rồi, phèo non em. Gan. Ở đây chỉ có gan, chỉ có lá mía. Lá mía rồi cặp rồi phèo rồi bông tử. Quý. Rồi thịt. Wow, một tô giờ nhiều quá hả? À tôi là tô 50 em. 50. Là bánh mì mình tính chưa con? Không, bánh mì tính chung luôn em. Ờ, cái này là nạo phải không? À, cái này là thập cẩm là 50 nè cơ. Dạ. À, thực ra thì trước đây Phú Tha từng có quay hai nơi bán huyết chân nữa quý vị. Một nơi là ở Bình Dương, một nơi là ở vòng xoay ngã 6 Phú Đồng. Hôm nay Phú Tha thấy ở bên đây có thêm một tiệm huyết chân nữa. Thì để cho thực khách nào mà muốn ăn huyết chân á, thì cũng dễ dàng hơn. Mặc dù là không, tất cả các tiệm này không phải là một chủ và cũng không sẽ chắc chắn là sẽ không giống nhau. Nhưng mà ở đâu đó thì cũng có một cái gì đó nó cũng gọi là cái tên chung quý vị. Thì quý vị có thể thưởng thức. Còn đương nhiên là mỗi nơi là có một cái cách chế biến khác nhau. Có từ không con? Cái này là cô từ nghĩ ra cô làm luôn hả? À đúng rồi. Dạ. Thì thích ăn là nghĩ ra làm thôi. Dạ. Huyết chân lại về chị. À huyết chân nè em, riết mình chân cá thủy lên đó. Còn này gì? Đó cũng là chân cá thủy lên luôn em. Không có cháo hả? Không em, cái đây ăn bánh mì hết chưa? Món mới tại Sài Gòn. Còn 30 là có huyết với lá mía, phèo. Cái này cô hấp chất. Hấp cách thủy nha. À đúng rồi, hấp cách thủy em. Dạ. Yeah. Wow. Giống như một miếng bánh gato quý vị. Bánh sinh nhật đó. Đó. Nhẹ nhàng không thôi nó vừa. Lá mía. Tại mấy bữa chị có bán sáng nhưng mà sáng chị bận quá nên chị ngưng lại cho bán buổi chiều á. À dạ. À dạ con. Lúc trước là bán nguyên ngày. À. Dạ. Bây giờ này chị bận quá chị bán một buổi thôi. Dạ. Tại cái làm cái lòng này nó cực, phải làm sạch. Dạ. Tại cái lòng mà làm không sạch nó có mùi. Đúng rồi, nó mùi. Dạ.
khó ăn. Quan trọng. Quan trọng nhất là cái dạ. Lòng. Ở dưới này mình vẫn đang hấp ở dưới đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đang hấp ở dưới em. Món này hiện tại thì rất là hiếm quý vị, nên cũng có nhiều thực khách còn chưa biết món này là món gì. Nên nếu mà quý vị nào mà có đam mê ẩm thực thì có thể ghé và dùng thử. Cô thiết kế chiếc xe cũng đẹp nha. Rất là bắt mắt. Con thấy nhiều người đến đây á, đa số là hình như là ăn nước nhiều á. Như vậy thì nếu mà khách thêm yêu cầu thêm nước thì có lấy thêm tiền không? Không. Là thêm thôi, tặng thôi. Đây vậy, bây giờ cô ta gọi một phần dùng thử xem sao quý vị. Đầu tiên thì cô sẽ lấy cái huyết chân. Đó. Đây vậy, một phần như vậy là 50.000 nè. Ở đây thì cái nước mắm này mình tự làm luôn hả con? Cái nước ngọt hay là mắm mặn? Cái này nếu mà mắm mặn là tự làm ha. À đúng rồi, mắm ngọt. Còn mắm ngọt thì cho con cái chén mắm ngọt đi. Tại vì ở đây thì mình thấy là ở trên xe có một cái hũ nước mắm là cô đã làm sẵn. Còn ở đây là một chai nước mắm mình, nước mắm mặn chưa làm và có ớt, có chanh. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn ăn mắm mặn thì tự làm, còn mắm ngọt thì ở đây mình mới xin cô thêm giá nước mắm. Nhìn chung ở bên ngoài thì quán khá sạch sẽ quý vị ạ. Cái tô thấy cũng bự to, ổ bánh mì mì cũng to luôn. Rồi quan trọng là xem sao quý vị. Đây, ở trên đây là gừng nha. Mời quý vị nha, dùng buổi chiều. Bây giờ thì khoảng 5 giờ chiều tại Sài Gòn. Trời hồi nãy thì có dấu hiệu mưa, nhưng mà bây giờ thì hết mưa rồi. Cái muộn có cái gì đây? Đó, để coi cái huyết này sao. Đây quý vị, huyết này. Đó. Đó. Trắng miếng coi. Phía ở đây thì chúng ta thấy là có thể là khó vỡ hơn ở dưới Bình Dương.
Đó. Ở trong thì nó không có cảm giác, nó không có được đặc á. Mời quý vị nhé. Thì mỗi nơi là một kiểu mà, mình không thể nào mà so sánh được, nhưng mà ý là Phu Tha nói là qua cái cách nhìn nhận á thì mình thấy nó khác thôi, chứ mình không thể nào mà so sánh cái nào ra cái nào được. Đây. Chấm miếng nước mắm. Đó, mời quý vị. Ngon. Ngon quá quý vị ạ. Nói chung là không phải là để vào thì nó tan ngay trong miệng được, nó không có tan được liền. Tại vì ở đây thì chúng ta thấy nó hơi, nó có vẻ cứng cứng. Đó. Và ở trong thì không có rộng. Thêm một miếng nữa nha. Miếng hơi bự, cô ta cắn miếng hơi bự, nhưng mà ngon. Là mía bao tử. Đây, cô ta mới xé hộp bánh mì rồi. Chấm miếng nước ăn. Hồi nãy thì cô ta thấy là có nhiều người anh á ăn hết cái nước này nè, thì có thể xin nước thêm. Ngon lắm quý vị ơi. Cô ta sẽ gần nửa ồ mà cô ta chấm gần hết nửa ồ luôn nè. Mời quý vị nha. Ăn miếng lòng xem sao quý vị ạ. Cái này là lòng già. Dài nó hơi dai, tại vì nó già mà. Nhưng mà cái quan trọng là nó không có mùi quý vị ạ. Có miếng thịt nạc. Ăn cái này chắc cũng no. Còn quá trời luôn rồi các bạn, quá trời luôn rồi. Đó. Mời quý vị. Cực cũng vui. Rồi, chắc chúng ta dừng ở đây nha quý vị. Nhìn dốc thì 50.000, chúng ta thấy ngay ở quận Tân Bình gần chợ 32 thì chúng ta thấy
giá rất là ok. Tại một tô như vậy rất là nhiều, có thêm một ổ bánh mì nữa. Sạch sẽ, không có mùi, ăn thì ok. Nên và đây là một trong những cái món mà Phú Tha nghĩ là quý vị có thể trải nghiệm một lần cho biết. Tại vì món này hiện tại thì rất là hiếm ở Sài Gòn bán. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Tha nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị có ý kiến, comment gì thì quý vị có thể góp ý ở phía bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay thì Phú Tha vừa dừng rồi quý vị, dừng để ăn rồi. Thì Phú Tha ăn sắp hết rồi quý vị. Thì cô nãy thì cái ốc heo á là cô đang làm, nãy thì đem ra rồi nhưng mà bán hết rồi. Thì ở trong bếp thì còn nhưng mà chưa làm được kịp, tại vì sợ Phú Tha chờ hơi lâu á nên cô bán trước cho Phú Tha ăn. Phú Tha ăn sắp xong rồi thì cô đem ra ốc heo cho Phú Tha quý vị. Tại vì nếu mà một tô 50 đầy đủ thì có cái ốc heo này đó, nên cô mới đem ra thêm cho Phú Tha nè. Đó, đây 20 ốc heo nha. Tại Phú Tha ăn cũng sắp xong rồi nè. Ốc heo thì rất là bổ, rất là dinh dưỡng quý vị. Mời quý vị. Chắc là quý vị nào mà ăn từng ăn ốc heo thì biết rồi, nó mềm nhũn luôn. Rất là béo. Rồi, thôi chúng ta dừng nha quý vị. Đây vì đây là cái nồi chân nè. Hồi nãy thì cô nói là cô sợ Phú Tha ăn xong rồi không có, cô phải đem ra trước cho Phú Tha. Cô đang chân ở đây luôn nè. Con giờ ra em coi chút xíu nha cô. Đây này, cái này cô chân cá thùy. Ồ, hơi nóng. Nóng đó chị ơi. À đây. Đó. Cô mới sẵn miếng cho Phú Tha kìa. Đó. Nóng quá quý vị. Mình chân huyết là mình cũng chân ở đây luôn hả con? Dạ, đúng rồi. Chân huyết cũng chân ở đó. Dạ.